Sau hơn 3 tháng điều trị COVID-19, từ ngày 12 tháng 11 năm 2022 đến nay, từ 7 giờ sáng ngày 24 tháng 2 năm 2022, Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp chính thức chuyển sang trạng thái tách đôi, vừa điều trị các bệnh thông thường cho người dân, vừa điều trị bệnh nhân COVID-19 vừa và nặng. Trong ngày đầu tiên hoạt động trở lại, đã có rất đông bệnh nhân đến khám và điều trị bệnh. Bệnh viện cũng đã chủ động bố trí nhân lực từ khâu sàng lọc, tiếp nhận bệnh, xét nghiệm tại các khoa điều trị bệnh thông thường và điều trị tại khu điều trị COVID-19, đảm bảo giải quyết nhanh chóng, an toàn. Người dân khi đến khám chữa bệnh phải thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế như khai báo y tế ngay từ cổng vào và tuân thủ phân luồng theo hướng dẫn của bệnh viện. Những trường hợp có triệu chứng nghi ngờ nhiễm COVID-19 như sốt, ho, sổ mũi sẽ được test nhanh sàng lọc bệnh. Đối với những bệnh nhân có chỉ định điều trị nội trú, bắt buộc phải thực hiện xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 có thu phí. Đồng thời, quy định người điều trị nội trú chỉ có một người thân lưu bệnh, phải được xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2, không thăm bệnh, chỉ được phép ra khỏi bệnh viện khi được sự đồng ý. Năm nay đã hơn 90 tuổi, mang trong mình nhiều bệnh. Ông Trần Nam Thới ở xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, rất phấn khởi khi hay tin Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc mở lại hoạt động khám chữa bệnh. Ông Trần Nam Thới ở xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc chia sẻ. Thời gian mà nhắc cái này đó ha, nó sẽ con người tôi muốn chết luôn á. Bởi vì nó lỡ cơ đi mua thuốc ngoài không thì mua, mình già rồi làm gì có tiền. Đó. Rồi mình mua ở ngoài thì... Đây. Đó, mà có thuốc cao gáp như vậy, mua ngoài là 450 ngàn. Mà giờ nghe nói là mở lại, cho mở lại, hôm qua tôi nghe nói cái bằng mẹ tôi đẻ tôi lần nữa, mừng á. Mấy tháng dịch á, là không có lãnh thuốc, mình mua thuốc ngoài uống thôi à. Rồi, dạ, thiếu đường, vô tim, rồi sao hai giò tê nó cũng thứ, cũng nhiều chứng bệnh lắm rồi. Vui dữ lắm, tại vì mình đi mua nó tốn tiền dữ lắm mà, nhưng mà nhiều khi mình mua cái có khi thì có thuốc đó, có khi không có. Vậy nên mình uống nhiều khi nó cũng không có đủ liều lượng nữa, vậy nên là đường nó lên. Mà bên này thì khách cấp thuốc đó, mình uống thì nó ổn, nó không có lên. Mà nhưng mà mình qua phường 1 mình khám uống cũng lên luôn. Nên là bây giờ qua đây khám được mừng dữ lắm. Chứ không thôi tốn tiền hai vợ chồng đều bệnh hết luôn. Chỉ tính riêng trong buổi sáng 24 tháng 2 năm 2022, đã có 683 lượt người đến khám tại khoa khám bệnh tại bệnh viện và 39 bệnh nhân khám cấp cứu. Bên cạnh đó, bệnh viện cũng tiếp nhận điều trị nội trú 38 ca. Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc hiện đang điều trị cho 20 bệnh nhân COVID-19 vừa và nặng. Khả năng điều trị bệnh nhân COVID tối đa là 50 giường, các bệnh vừa và hồi sức. Tổng số giường điều trị nội trú tại bệnh viện là khoảng 800 giường. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ nhấn like và nhấn đăng ký kênh để xem những video mới nhất của chúng tôi nhé.